Thì chúng ta sẽ học về cái mô hình MVC và tổ chức mô hình MVC trong buổi hôm nay. Thì tôi sẽ nói qua một lúc về cái lý thuyết, nó giới thiệu về cách PHP, nhưng mà tôi sẽ giới thiệu về Laravel framework. Bởi vì sang PHP 3 chúng ta sẽ học Laravel. Thì đây là mục tiêu của chúng ta, cách tổ chức mô hình MVC, điểm mô hình MVC là phát triển sử dụng web, tạo loại hàm trong cách mô hình MVC, phân biệt khi nào đến forward hoặc chuyển hướng yêu cầu. Thì sẽ như sau ạ. Như môn PHP 1 chúng ta học, chúng ta làm PHP, chúng ta làm đập, chúng ta biết rồi đúng không? Mỗi một cái màn hình của chúng ta đều có một cái file, ví dụ cái file homepage.php đúng không? Trong này khi mà người ta truy cập vào trang homepage này thì chúng ta có cái gì? Bước thứ nhất là tạo kết nối đến DB. Bước thứ hai là select dữ liệu data từ DB. Sau bước thứ ba là HTML. HTML và cộng với code PHP để giúp chúng ta dàn trang đúng không? Thì nó sẽ sinh ra các cái dữ liệu động của chúng ta ở trên cái trang HTML này cộng với lại code PHP là giúp chúng ta làm cái website động được. Đúng không? Nhưng mà nếu mà làm như thế này, chúng ta hay dùng trong một hệ thống của chúng ta nó rơi vào khoảng vài trăm page, thì chúng ta cứ tạo ra vài trăm cái homepage.php này xong mở select nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần cộng với này code HTML với code HTTP nó rất là loạn đúng không? Thì nếu mà chúng ta làm cái này một website chúng ta khoảng 200 trang thì chúng ta tạo ra 200 page PHP vừa xử lý logic vừa xử lý về code HTML gì hết luôn, chúng ta không có tổ chức gì cả, thì chúng ta có cái thư mục này để làm project trong đây là homepage.php, xong ở đây là mobile.php, rồi ba chấm các cái thể loại, xong rồi đến cái thư mục quản trị này, đây là thư mục nằm trong là admin, xong trong này là login.php, rồi thì dashboard.php, rồi thì product.php. Nó như này nó rất là nhiều và chúng ta cực kỳ khó tổ chức. Nếu mà như cái hồi học PHP 1 nó có nói sẽ chúng ta rồi, nếu chúng ta không tổ chức lại thư mục thì sao? Thì á, chẳng may các bạn là người lập trình ra cái website này, chẳng may các bạn ra được tay đạn chết thì cái hệ thống nó sẽ dừng lại luôn, không ai có thể sửa được. Nói thật luôn, không ai có thể hình dung được cái tổ chức thư mục của các bạn nó như thế này, lấy file này từ đâu, lấy cái hàm này từ đâu được, không ai biết. Được chưa? Nó rất là loạn, không ai biết được. Cho nên là chúng ta làm như thế này, thì có thể là chúng ta làm quen, chúng ta làm nhanh. Nhưng mà những người mới join vào mà người ta không hiểu tư tưởng, không hiểu cái luồng logic chạy của chúng ta, thì người ta cũng là chỉ bố lại thầy, không thể nào mà tiến hành chỉnh sửa hoặc là nâng cấp cái môn mới được, đúng không? Thế cho nên là người ta mới sinh ra một cái khái niệm và quản lý là cái cách vòng đời, cái request nó sống như thế nào, được chưa? Thì sau đấy thì người ta sẽ tiến hành. Cho một số lượng nhất định các cái hành động, trong này nó sẽ
giúp chúng ta tương tác với cái tile tiếp theo là cái model. Model là những cái class, là những cái object. Chúng ta code là những cái object để giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu, có thể xem sửa xóa dữ liệu của một bảng. Mỗi một file này, mỗi file class này tương đương với một bảng cơ sở dữ liệu. Ví dụ chúng ta có bảng user thì chúng ta có user.php hoặc product.php. Mỗi một cái file này tương đương với một bảng trong cơ sở dữ liệu. Được chưa? Sau đó chúng ta muốn hiển thị ra cái view nào thì chúng ta có cái thư mục view ở trong này. View ở trong này. Và ở trong các cái view này chúng ta sẽ sinh ra đây là home page. Rồi thì là dashboard. Đó, mỗi một cái phần này là chỉ có chứa view thôi. Không có cộng trừ, không có lấy dữ liệu gì từ cái thằng từ các cái mô đồ này cả. Được chưa? Chỉ có truyền chúng ta sẽ có cái vòng đời như sau. Bây giờ nói vòng đời. Khi mà vào một cái dự án PP MVC thì vòng đời của chúng ta như sau. Chúng ta có một cái file .htaccess để giúp chúng ta điều được tất cả các request gửi lên trên project của mình về một cái file x nào đó. X của tôi hay để là index.php. Bây giờ tích của tôi là index.php này tương đương với việc request chúng ta gửi lên từ browser. Browser gửi lên đây là một đúng không? Gửi lên nó sẽ phải đi qua cái HTTPS này. HTTPS sẽ giúp chúng ta điều hướng cái request đấy về index.php. Đây là bước thứ hai. Từ index.php này chúng ta phân tích cái URL. URL đi cùng với browser gửi lên đúng không? URL. Phân tích URL này ra. Được chưa? Thì ở trong cái file index.php này chúng ta sẽ sử dụng cái switch. Switch và case để phân tích cái biến URL này ra. Xem cái URL của chúng ta nếu là homepage thì chúng ta sẽ gọi call đến cái controller tương ứng để xử lý logic cho URL này. Được chưa? Thì là đây là bước thứ ba. Từ homepage hoặc là từ một cái dashboard hay là product controller nào đấy chúng ta muốn tương tác với cơ sở homepage hoàn toàn có thể lấy dữ liệu từ product ra ngoài hiển thị đúng không? Ví dụ một trang bán hàng à, trang chủ thì chúng ta phải lấy danh sách những cái sản phẩm ra ngoài để hiển thị được đúng không? Thì chúng ta sẽ có gì? Từ ba bước ba là từ cái script cây ở trong cái index chúng ta code đến cái homepage controller hoặc là dashboard hoặc là product controller. Ở trong những controller này nếu chúng ta muốn tương tác với cơ sở dữ liệu thì chúng ta phải code từ controller xuống model, đây là bước thứ tư. Thấy chưa? Sau đó model trả ngược lại dữ liệu cho controller, nếu có thì nó sẽ trả ngược lại. Đây là bước thứ năm. Sau đó từ controller chúng ta lấy dữ liệu được rồi thì bây giờ phải generate ra code HTML đúng không? Thì đây là bước thứ năm. Chúng ta thực hiện đây bằng cách code. Gọi này nhá, chứ không phải là từ home controller chuyển đến, không phải. Ví dụ như index.php sau khi xử lý switch cây thì nó chuyển request đến những cái file này thì đúng, nhưng mà từ controller gọi đến view thì mọi người ta gọi là một cái hành động bằng code, là bê một cái view nào đấy include vào trong cái file home và cái file controller, cho nên người ta không gọi đấy là chuyển tiếp cái luồng dữ liệu từ home từ controller về view, mà gọi là code một cái view, nhặt một cái view nào đấy đưa vào trong home controller để xử lý, để hiển thị ra ngoài. Được chưa? Thì đây là bước thứ 5, là bước thứ 6. Và tại đây, người dùng có thể nhìn thấy được cái giao diện đã bao gồm dữ liệu đó. Thì đây là một cái vòng đời. Sau đó người ta bấm cái nút nào đấy đúng không? Bấm một cái nút, ví dụ như kiểu là vào trang chủ, login hoặc là logout gì đấy. Thì lại tương đương với bắt đầu lại từ đầu một cái request mới. Đúng logic kiểu là vòng như này, qua 7 bước. Và sau này khi chúng ta muốn, ví dụ chúng ta mới có homepage, trong homepage thì xử lý xong nhé. Bây giờ chúng ta vào trang chi tiết sản phẩm thì chúng ta ở index để bắt đầu ở đây, bắt đầu một module mới luôn luôn bắt đầu từ đây đúng không? Chúng ta thêm một URL nữa là detail trừ product, xong nhận thêm một cái ID bằng 1 nữa chẳng hạn đúng không? Thì chúng ta lại định nghĩa ra một cái case nữa ở trong này, viết thêm là, thì đây là tôi có URL là detail product. Được chưa? Định nghĩa thêm, thế xong tôi lại chọn xong một controller nào để tôi tự tạo ra. Tôi lấy dữ liệu từ model, tôi đổ ra một cái view nào đấy. Được chưa nhỉ? Xong rồi lại bắt đầu chỉnh sửa, thì lại bắt đầu một vòng ngược lại như này.
đây là trường hợp thêm một module mới. Cái trường hợp mà sửa một cái logic nào đấy thì sao? Sửa một logic thì chúng ta để vào một website chúng ta bắt buộc phải có URL, đúng không? Thì có URL đây rồi thì sao? Đã có URL lại vào đi đấy, xem cái URL này nó chung với cái case nào ở trong cái switch case của chúng ta, thì là từ đây lại biết được cái controller nào và cái hàng nào trong controller đấy xử lý cái logic cho URL này, thì lại kiểm tra dữ liệu, sửa dữ liệu ở đấy rồi lại đổi ra bài, đúng không? Tất cả mọi thứ theo đúng một cái quy trình. Và kể khi mà chúng ta xây dựng xong cái mô hình này và code được dự án thì sao? Thì kể cả người mới hay người cũ, kể cả người cũ chưa từng vào hệ thống, thì khi mà họ viết cái mô hình MVC họ join vào họ làm rất dễ. Chẳng qua cái khó khăn của họ còn lại duy nhất không phải là đây, nên cái này là cái thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này thì người ta gọi là khái niệm là life cycle, là cái vòng đời của một ứng dụng đi từ đâu đến đâu. Thì đã biết được cái vòng đời rồi, cứ thế lần theo cái vòng đời này thôi, là cứ thế lần trong cái vòng đời này và debug hoặc là ba đang các thứ kiểu để biết xem là logic xử lý như nào có đúng không. Sau đó thì cái người mới hay người cũ vào, họ cái khó khăn còn lại của họ chỉ là cú pháp mà thôi, đúng không? Là hết rồi, xem trong các mô đồ này có cái gì gọi nó ra làm sao, cú pháp là thế nào, hết phim. Thì đấy là cái lợi ích của mô hình MVC nó đem lại cho một cái dự án, được chưa? Có ai thắc mắc gì về MVC không? Chúng ta sẽ được làm nhân lâm và tôi sẽ làm đúng theo những cái gì tôi mô tả các bạn, chứ không phải MVC như ngày xưa các bạn được học. Ví dụ mấy em học bài ấy, MVC ngày xưa bao giờ phải gọi index chấm php hỏi chấm controller bằng cái gì đấy, đúng không? Xong rồi và action act bằng cái gì đấy, đúng không? Ngày xưa như thế này, đúng không? Mày có biết cái gì đâu, đúng chưa? Đấy là về MVC và những cái lợi ích của em ạ. Rồi, còn về MVC á, thì hầu như đến 90% các dự án bây giờ, dự án làm web, bất biết là PHP hay là Java hay là C# đều sử dụng MVC cả, được chưa? Thậm chí là cả những cái ứng dụng làm về Windows Form ấy, tức là làm những cái ứng dụng để áp dụng cho Windows cũng sử dụng MVC luôn. Đây là sự thật nhé, tôi từng làm rồi, chứ không phải là ví dụ như trong Java thì nó có khái niệm framework tên là Spring MVC. Chúng ta nhìn thấy có chữ MVC, nó áp dụng đúng cái logic như này. Ở trong đây là Java, đây là C# của .NET này, thì nó có cái gì? Nó có cái MVC framework luôn, nó có MVC framework luôn. Và bây giờ hầu hết đến 80% các cái dự án làm về .NET framework, làm về web đều sử dụng này. Tôi code thằng này 2 ngày. Đó. PHP thì sao? PHP thì sao? Có gì? Có gì này? Gì nó dùng? Đấy. Laravel. Fancon. 1 tỷ các thể loại khác cũng qua MVC, được chưa? Nó tuân theo đúng cái mô hình là bởi vì nó đã được chứng minh là nó khả thi, cho nên người ta áp dụng cho nó trong hầu hết các ngôn ngữ có thể cùng web. Còn ứng dụng thì chưa chắc. Trong mobile chúng ta cũng có cái mô hình riêng của nó, MVVM, nhưng mà nó hơi khác so với MVC thuần của chúng ta, được chưa nhỉ? Thì đấy là cái MVC và hầu hết những lúc đấy xong đấy là thế là cái MVC nhá. Lúc đấy chúng ta nói chuyện đến chữ M, chữ V, chữ M, chữ V và chữ C, đúng không? Đây là M, V, C. Thì có thằng này là không phải code object rồi,
không cái thằng chỉ có duy nhất thằng này không phải là class, còn hai thằng này đều hình thành dựa trên cái class, tất cả đều đưa về class hết, open. Được chưa? Đấy là lý do vì sao cái hồi bên V1 ấy, theo đúng logic là tôi không phải đi quá sâu vào cái class cho các bạn, vào cái object cho các bạn, nhưng mà tôi vẫn bắt buộc phải đưa vào để cho lên V2 cho bắt đầu, nhưng mà cuối cùng vẫn khổ. Được chưa? Thế mới thấy là cái class của chúng ta này nó ứng dụng cực kỳ nhiều, 2/3. Hai trên ba trong cái mô hình gì nhỉ? Được rồi. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cái phần mục đích chính của chúng ta ấy. Tôi sẽ hướng dẫn lại các bạn sử dụng code PHP PDO để kết nối đến cơ sở dữ liệu nó như thế nào. Chúng ta sẽ có như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái cơ sở dữ liệu. Tôi tạo ra một cái cơ sở dữ liệu mới. Yêu cầu buổi sau các bạn 100% mang lab đi cho tôi nha. Tất cả các buổi, kể cả buổi thực hành lẫn lý thuyết. Được chưa? 100% mang lab đi cho tôi, ai không mang lab thì đi ra khỏi lớp luôn. Nha. Không thể nhờn nhã nữa. What gì? Sao? Hả? 100% mang lab đi. Có đơn giản vậy thôi. Bởi vì cái môn này này, nếu mà kể cả chúng ta có xuống phòng thực hành ấy, lại phải tải code về, rồi thì tạo cơ sở dữ liệu, setup cơ sở dữ liệu mất 10 phút. Đúng không? Tôi không muốn điều đấy, tôi muốn chúng ta học đến đâu chúng ta luôn luôn sẵn sàng, không phải là đợi chúng ta chờ đợi rồi setup môi trường rồi đến đổi cổng các thứ các thưởng các kiểu. Ra đi. Nha. Không có chuyện đấy đâu. Còn ai không mang lab vào lớp thì tự động ra ngoài luôn, khỏi đi học. Database name của chúng ta sẽ là PT12312-MVC. UTF8 này. General CR. Xong, cái cơ sở dữ liệu. Chúng ta cũng tạo luôn đi nhá. Tạo ra một cái bảng mới. Bảng này ví dụ tôi để là user chẳng hạn. ID này, in này. Đây là name này. Và cha. Đây là email. Và cha nữa. Thằng này not null. Password. Remember token. Cái này để giúp chúng ta làm đăng nhập bằng cookie đúng không? Cũng va cha. Thêm cái avatar nữa. Va cha nốt. Thì ở đây chúng ta có thằng này, thằng ID là auto increment này. Email là not null này. Password cũng not null này. Còn avatar thì được phép null. Bảng này chúng ta bảng đặt tên bảng là user. Xong. Chúng ta tiến hành thêm dữ liệu tạm thời vào trong hai cái bảng này. Thì đây tôi để là admin, email là admin@gmail.com, password là 123456, avatar không có. Rồi, thêm một cái thằng nữa là member@gmail.com, password cũng vậy. Rồi xong. Đây là hai cái tài khoản, bây giờ chúng ta tiến hành lấy dữ liệu ra. Thì cái này tôi chỉ là nhắc lại thôi chứ không phải là code mới nữa đâu. Cho nên là tôi sẽ làm nhanh cái phần đấy. Tạo một cái thư mục mới trong này. Đây là L01. Tôi tạo ra một cái file ở trong này tên là file db.php. Ở đây chúng ta sẽ có là code PHP này. Sau đó có cái biến server name bằng 127.0.0.1 hoặc là localhost, cái đấy tùy các bạn thôi.
Tiếp theo là DB name bằng PT 12312 trừ MVC. DB username bằng root. DB password bằng 123456. Cái này là cái password của cái MySQL của tôi nhá. Chứ còn của các bạn thì để trống. Cái này có nhớ rồi đúng không? Nhắc lại không lại 2 tuần nghỉ ở nhà lại quên hết rồi. Chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh try catch để tạo kết nối. Catch, chúng ta sử dụng exception. Ex. Ở đây chúng ta va đam ra cái biến ex trở đến get message. Và đây, nếu mà không có kết nối cơ sở dữ liệu thì cho nó hiển thị lỗi luôn. Còn nếu mà kết nối thành công thì chúng ta sẽ viết ở trong này. Chúng ta sẽ có cái biến con bằng new PDO. PDO là một cái object viết tắt của từ PHP Data Object. Thế, PHP là ngôn ngữ, data là dữ liệu, object là đối tượng giúp chúng ta kết nối tương tác với cơ sở dữ liệu. Thì chúng ta sẽ có cái string ở trong này là MySQL. Cái này là cái ký tự để giúp chúng ta kết nối sử dụng cái cơ sở dữ liệu nào, bởi vì ở trong PDO ấy nó có thể tương tác được 12 loại cơ sở dữ liệu khác nhau. Thì chúng ta phải chọn biết định nghĩa cho nó là cái loại cơ sở dữ liệu chúng ta dùng là cái loại nào. Thì ở đây chúng ta sử dụng MySQL. Bây giờ chúng ta sẽ có là host bằng cái biến server name phải cái gì nhỉ? DB name bằng cái biến DB name chấm phẩy tra xét bằng UTF-8. Tham số tiếp theo là biến DB username và tham số cuối cùng là DB password. Nếu mà chạy xong cái dòng này được thì chúng ta hoàn toàn có thể là echo ra là connection succeed và va đâm ra cái biến con kia. Được chưa? Bây giờ chúng ta tiến hành là chạy, nhưng mà chúng ta không chạy vào file DB này mà chúng ta sẽ tạo ra một cái file mới tên là index.php. Sau đó code trong này chúng ta tiến hành require one cái file db.php kia xem có kết nối được đến cơ sở dữ liệu hay không. Thì chúng ta sẽ chạy nó để xem tôi bật SAM chưa. Bật rồi. Localhost sượt PT 123 12 thư mục là gì nhỉ? Gạch ngang PHP 2 sượt L01 connection succeed. Connection succeed đúng không? Kết nối thành công và cái khi mà chúng ta hiển va đâm cái giá trị của cái biến con kia ra thì nó sẽ là một cái object đối tượng này. Và cái đối tượng này thuộc loại là PDO. Bởi chúng ta new PDO mà. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tạm thời xóa cái này đi để cho nó đỡ vướng. Trong trường hợp chúng ta kết nối fail, ví dụ tôi thêm số 1 vào cái root này. Đúng không? Tôi không có tài khoản ở tên là root 1 cả thì chúng ta sẽ reload, nó sẽ báo ra lỗi access denied for user root 1. Không có cái tài khoản ở tên là như này cả. Chúng ta sửa lại. Chạy thành công thì nó không báo gì bởi vì nãy tôi xóa cái echo đi rồi mà. Rồi, tiếp theo chúng ta lấy dữ liệu ra từ cái bảng kia. Thì có cái gì? Chúng ta sau khi require tức là bê toàn bộ cái nội dung của cái file này. Ví dụ tôi bê toàn bộ cái nội dung của cái thằng này sang bên này, tôi pẹt xuống thay cho cái require này, thì tác dụng của nó như nhau. Đoạn này là như nhau, được chưa? Thì tôi tiến hành require thì tôi đỡ phải viết cái dòng cái mớ kia ở trong cái file PHP index.php này nữa. Mà chúng ta chỉ đơn giản sử dụng cái require này là xong. Bây giờ chúng ta cũng có biến con ở này. Ví dụ chúng ta va đâm ra cái biến con đi. Thì kết quả nó như nhau. Mình object về đâu. Được chưa nhỉ? Bây giờ để lấy dữ liệu ra từ cơ sở dữ liệu thì trong database ấy thì chúng ta đều tương tác với cơ sở dữ liệu dựa trên câu SQL đúng không? Thì ở đây SQL lấy toàn bộ dữ liệu ra từ cơ sở dữ liệu bảng user thì câu lệnh là gì? Nguyên. Được lắm. À hay lắm.
out câu lệnh là gì? Thằng Hải câu nữa là đuổi ra ngoài á. Câu lệnh để lấy toàn bộ dữ liệu từ bảng user là như nào? User là gì nào? User tử cung à? Select sound from user. Biết này đúng chưa? Rồi, chúng ta có một cái biến STMT bằng con trỏ đến prepare chứ mình. Tôi không thích. Chúng ta có biến là SQL query vào đây. Sau đó chúng ta sẽ có cái STMT này trỏ đến XQ. Cái này là tương đương với cái câu lệnh này, là tương đương với việc chúng ta tạo ra một cái này. Tương đương với việc chúng ta tạo ra một cái query và viết cái select sound from user như này đúng không? Cái bảng của tôi có chữ SC này. Thì không phải viết cái chữ SC này vào. Được chưa? Viết xong như này. Nhưng mới chỉ là viết xong thôi, chúng ta chưa thực thi đúng không? Để lấy được dữ liệu ra thì chúng ta cần phải run nó nữa. Đúng không? Bấm vào đây thì nó mới ra dữ liệu này. Thì ở đây chúng ta chưa hề run. Mới chỉ là tương đương với việc chúng ta viết ra thôi. Đúng không? Thì mới viết ra thôi chứ chưa chạy. Thì bây giờ cái lệnh này với là cái lệnh chạy này. Cái lệnh này với tương đương với chúng ta bấm cái nút run. Được chưa? Thì chúng ta sau khi run xong, bây giờ chúng ta thu thập thông tin từ cái dữ liệu trong nó output ra. Chúng ta sẽ có là cái biến result. Result sẽ bằng cái STMT trỏ đến fetch. Fetch là lấy. Bây giờ lấy là lấy hết, thì chúng ta fetch all và tiến hành vadum echo ra cái pre cái gì gì nhỉ, thôi rồi vadum đi, chẳng nhớ được result đó, được chưa? Lệnh đấy là cái gì nhỉ? Echo ra cái printer r. Đây. Cũng vậy mà. Đâu? Echo đằng trước à? Thẻ pre đúng không? Xong ném cái vào giữa. Là sao? Đây à? Tôi chẳng dùng cái này bao giờ. Đây đúng không? Rồi. Chẳng biết cái gì, toàn chém. Đấy chứ nhỉ? Đây là chúng ta lấy ra, lấy dữ liệu từ cái, từ hai cái, từ cơ sở dữ liệu ra thì chúng ta có name bằng admin này, email bằng admin@gmail này, đúng không? Password 1256 đấy. Đấy chứ nhỉ? Thì đây tôi nhắc lại cho các bạn về cái tương tác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Được chưa? Thì chúng ta mấy cái thằng vừa thi tốt nghiệp xong nó có ngồi đây. Cái thằng Trung vừa thi tốt nghiệp xong này. Thằng Hưng đâu rồi? À, thằng này vừa thi tốt nghiệp xong mà nó thuộc lòng mấy cái câu này luôn. Nó thuộc lòng luôn. Đi thi sợ thật. Em thuộc lòng thầy. Tôi đang nể ông mà. Nể ông sao rồi? Cái thi tốt nghiệp này em thuộc logic của em. Logic của em và thằng này hình như nó được gần 9 điểm hay 9 điểm gì đấy. Không nhớ lắm, không nhớ điểm. Nói chung là điểm cao. Rồi, kệ mày. Rồi,
Bây giờ chúng ta tiến hành thêm dữ liệu cho một cái bảng, một cái user mới nhá. Thì chúng ta xem lại trong cơ sở dữ liệu của chúng ta ấy. Chúng ta có cột email và cột password là yêu cầu require đúng không? Thì chúng ta bắt buộc phải nhập dữ liệu cho hai thằng này thì chúng ta mới thêm được. Thì chúng ta sẽ có như sau này. Tôi sẽ tạo ra một cái file mới tên là s-user.php. Code PHP trong này và tôi sẽ lấy ra cái biến email bằng $get của cái email. Đây là password. Và đây là name đi. Xong. Bây giờ tôi sẽ có cái câu query bằng SQL query. Nó sẽ bằng câu lệnh insert là gì? Hiếu. Câu lệnh insert là gì? Im mồm. Nghe nó xui ngu chưa? Insert into nào value? Đọc cho tôi cụ thể nào. Và các cái cột nào? Đài đồ avatar phải có dữ liệu avatar không? Rồi, sao nữa? Biết hai chấm là cái gì không? Là cái gì? Hả? Nó thay thế cái biệt chém. Đây, hai chấm name. Gì đó? Hai chấm email. Hai chấm password à? Này à? Rồi, sao nữa? Tôi require data cho ông nhá. Rồi. Nào, tiếp. Mày đã prepare cho mày đổi bài. Rồi giờ với bài. Prepare xong rồi giờ với bài vào. Bài value ở vị trí name. Đó. Thì mình bài cái giá trị của cái biến name vào. Ở vị trí email thì mình sẽ bài cái giá trị của biến email vào. Ở vị trí password thì mình sẽ bài cái MD5 của cái biến name vào. Và bây giờ tiến hành execute ftmt. Ta à, ơi nhở. Nhầm tí. Tí chửi. Sau đó chúng ta có header. Location về index.php. Rồi, chạy thử nhá. Add to user.php hỏi chấm name bằng hiếu vm và email bằng hiếu vm trừ học dốt a@gmail.com và password bằng 0987654321. Đây.
Được chưa? Thì đấy là cái cách chúng ta insert dữ liệu, update cũng tương tự như vậy. Insert thì chúng ta thực hiện cái việc này, nhưng mà nhớ có những cái vị trí để chúng ta buy value vào. Bây giờ dùng cách này là an toàn nhất. Nhiều bạn thường thường là để như này. Phần đô la name thì sẽ tèo. Tèo bởi vì nếu mà chúng ta làm như này này, thử nhá, tôi thử cho các bạn xem này. Đây, đúng không? Tôi va đăng và cái SQL query ở tôi đai ra. Có vẻ ổn, đúng không? Nhưng mà thực sự là không ổn đâu. Copy này. Tôi paste vào đây, các bạn sẽ nhìn thấy ngay. Error syntax. Bởi vì ở các cột này của chúng ta, cột name, cột email, cột password, nó nhận dữ liệu là string đúng không? Chữ. Thì chúng ta phải có thêm hai cái phẩy ở trên đầu này trước. Cho nó vào. Thì nó mới hiểu đây là string. Được chưa? Như thế này thì mới chạy được. Được chưa nhỉ? Thế vậy làm sao để sinh ra được cái phẩy phẩy đấy từ ở trong này? Thì chúng ta phải làm như này này. Chẳng biết có phải không? Tôi chém thế. À, không phải. Phẩy thôi à? Đó. Như này thì mới chạy được này. Ừ? Ờ, cái này tất nhiên là sai nó sẽ khó sửa. Thì tốt nhất là sử dụng buy value cho nó an toàn. Được chưa? Cứ dùng như này cho nó an toàn chứ không việc gì phải cao siêu làm gì cho nó nhọc người ra cả. Được chưa nhỉ? Tôi sẽ đẩy code này lên. Đó, thì đấy là cách chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu. Tóm cái máy lại là tất cả mọi thứ chúng ta đều phải xoay quanh cái câu lệnh SQL. Làm sao để chúng ta thì viết cái câu lệnh SQL và buy dữ liệu vào cho nó chính xác là chúng ta sẽ tương tác được với cơ sở dữ liệu. Vậy thôi. Được chưa? Còn cái SPMT với lại mấy cái skill thì quá dễ rồi. Không có cái gì gọi là cao siêu rồi. Có nào thắc mắc gì không? Có thắc mắc gì thì hỏi luôn nhá. Việc tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ học cơ bản về cái khái niệm về OOP. OOP là viết tắt của từ gì? Object Oriented. Oriented. Hay là như này nhỉ? Oriented thì này. Nếu mình nhớ không chậm. Programming. Lập trình hướng đối tượng. Được chưa? Thì cái khái niệm này tôi đã giải thích cho các bạn từ rất lâu rồi. Cái này nó xoay quanh cái khái niệm là đối tượng. Mà đối tượng là cái gì? Đối tượng nó là tất cả những cái thứ xung quanh chúng ta. Có thể nó là một cái đồ vật, ví dụ thùng rác thì chẳng hạn. Có thể là con người. Có thể là một cái sự việc nào đó xảy ra cũng có thể quy về đối tượng được. Nó là tất cả mọi thứ. Miễn làm sao cái sự vật sự việc đấy, con người đấy, đối tượng đấy nó liên quan đến cái hệ thống của mình. Mình phải quản lý nó. Ví dụ như chúng ta làm một hệ thống về tin tức, làm một trang tin tức thì nó sẽ phải có những đối tượng liên quan đến tin tức này. Thứ nhất là về bài viết này, rồi thì là danh mục này, rồi thì là người dùng này, user này, rồi thì là comment này, rồi thì là gallery này, đúng không? Những cái thứ này chúng ta phải phụ thuộc vào cái yêu cầu của khách hàng chúng ta là như thế nào để chúng ta
khoanh vùng được những cái đối tượng này, sau đó dựa tiếp vào những cái chức năng của những cái đối tượng bằng dựa vào những chức năng mà khách hàng yêu cầu ấy, chúng ta sẽ định nghĩa thêm ra các cái những cái thứ râu riêng của những cái đối tượng này, được chưa? Và những cái đối tượng này nó chính là những cái bảng, những cái table ở trong cơ sở dữ liệu của chúng ta, được chưa? Thì đấy nó là cái một phần về cái đối tượng. Thì chúng ta sẽ cần phải tập cái cách xác định được cái đối tượng là như thế nào. Bây giờ tập thử nhá. Trong hệ thống LMS của chúng ta có những đối tượng gì? Đó, tôi thích có LMS. Trong cái LMS của mình có những đối tượng gì? Rồi nhá. LMS này có những cái gì? Super admin. Steven. Mày mà làm như thế này không một ai nhận ông luôn, tuổi thẳng cổ. Đây nhá. Đây nhá. Đâu? Kỳ học ở đâu? Đây hả? Có nhìn thấy cái gì không? Nó không phải là kỳ học đâu. Bản chất của nó không phải là kỳ học. Là cái gì? Cái ngục. Đây, bật đây, con làm cái gì? Hả? Lớp, đúng. Cái mà dùng hàng ngày mà không tìm hiểu được, nó là cho một cái ở đâu đâu.
trưởng đó. Cái dùng hàng ngày là cái Facebook ấy, thì kiểu là các đối tượng thì Facebook ấy. Khách hàng yêu cầu, tôi vừa mới nhận được một yêu cầu như này thôi. Làm cho cái dễ hơn này. Đang bảo thằng Hải nó làm ischool.vn. Ông nào có lát thì mở ra đấy. Tìm nó đối tượng cho mày. Đấy, tìm đi. Tôi chỉ là đối tượng, nó không có chức năng. Trên giấy bọn mình làm chức năng sinh. Những cái chức năng sẽ tham gia vào là những cái object, những đối tượng sẽ tham gia vào đây là cái gì? Các bạn nói đấy, nó sẽ có những đối tượng gì? Thứ nhất, cái gì cũng phải là user đúng không? Để tăng nhập vào đây để xử lý trước đúng không? Thì nó phải là user. Gì nữa? Hả? Gì đó? Category danh mục. Gì đó? Bài viết, post. Cứ nói về mấy cái tin tức, mấy cái trạng bán hàng quẹt lắm. Gì đó? Thế là cũng đa đối tượng rồi này. Đây, lướt xuống. Không, cái này không phải WordPress đâu. Không phải WordPress. Gì nữa? Gallery. Gì ạ? Có một bản câu văn cho học viên của mình ấy. Tạo ra phần phim. Không có fix thì đào đâu ra cái slide ở trên đầu chạy. Không có fix thì làm sao mà sửa được cái logo. Không có fix làm sao sửa được cái logo. Đúng không? Đấy, đấy chỉ xoay quanh 4, 5 cái tượng. Hết rồi. Một con xanh nhỏ. Thì chúng ta phải luyện. Thế này chúng ta phải luyện. Khi mà chúng ta nhận được mối yêu của khách hàng, thực ra khi mà chúng ta đi làm, nếu mà làm ở nhà ấy, kiểu dạng làm ở nhà ấy, thường thường sẽ có cái bài toán rất cực kỳ dễ như này. Cơ hội cho anh chạy. Đấy là yêu cầu khách hàng. Đấy là yêu cầu khách hàng đấy. Chỉ có một cơ hội. Bao nhiêu phần trăm là 100%? Ờ. Thằng này chuyên ngồi làm nhà đây. Anh gì Vũ Mạnh Hải đúng không?
thánh clone. Thật. Mười ông thì đến tám ông là em làm lại cho anh trang này. Đó. Đúng, nó chỉ thích trang nào nó mê về. Thấy chưa? Đơn giản, cực kỳ đơn giản là anh em làm lại cho anh trang này. Bao tiền cũng được. Ờ, có. Đi như đi nghi cũng có. Được làm rồi. Thấy chưa? Đấy, khách hàng nó chỉ nói đủ duy nhất một câu thôi. Còn quanh toàn chúng ta làm được đến đâu ấy, thì dựa vào chúng ta phải xem kinh nghiệm đi xem những website này có những chức năng gì. Nó bắt đầu mới định nghĩa lại cho con check. Bây giờ trang này là trang tin điển hình. Một trang tin tức điển đấy, thuộc phần thọ, có gì to, cực nhỏ. Làm trong dương hợp đồng, nếu mà cút lại từ đầu chắc cần khoảng 2 tuần là xong. Chỉ vậy thôi. Đúng chưa? Đấy là đầu tiên là xác định các cái đối tượng. Đối tượng, tôi nhắc lại này. Đối tượng nó là những cái thành phần, những cái thực thể sẽ tham gia vào cái hệ thống của mình. Đúng chưa? Ví dụ trong cái việc quản lý cái lớp học của chúng ta này, chúng ta sẽ có những cái đối tượng gì? Người dùng này, quyền này. Quyền để làm gì? Quyền để phân biệt giảng viên và sinh viên. Đúng chưa? Rồi thì lớp học này thì chúng ta sẽ có số lượng bàn này, đúng không? Bàn ghế là đối tượng này, thùng rác là đối tượng này, máy chiếu là đối tượng này, quạt là đối tượng này, đèn, đúng không? Rồi thì điều hòa, loa, mặc dù chẳng cần được bao giờ nhưng cũng phải liệt kê vào đấy. Đấy là những cái đối tượng thực thể có tồn tại ở trong lớp này. Đấy nhá, bài toán quản lý lớp học của mình đây là bao gồm những thành phần đấy chứ. Còn gì nhá? Tiếp tục này. Cái đối tượng nó là cái nó như vậy rồi. Thế nhưng đặc điểm của nó, tại sao lại phải đưa đối tượng vào? Đúng không? Thì chúng ta ấy, đây là cái lý do vì sao người ta phải sinh ra khái niệm đối tượng. Bởi vì không có bất kỳ một cái kiểu dữ liệu nào có thể đủ khả năng mô tả lại đối tượng được. Ví dụ mô tả con người, các bạn kiếm cho tôi xem có cái kiểu dữ liệu nào mà các bạn học nó mô tả của con người. Con người thì có gì? Tên, tuổi, cân nặng. Chiều cao, đúng không? Rồi tình trạng hôn nhân, đúng không? Mấy chân, đúng chưa? Đấy là những cái tính chất của một con người, đúng chưa? Nhưng mà con cái đối tượng này nó khác với những cái thành phần trên khác, đó là sao? Nó có ảnh hưởng. Đúng chưa? Ví dụ như thằng Doãn kia không thể gọi là đối tượng khi nó chỉ có nằm đi một chỗ đâu. Nó không có bài tiết, không có ăn uống, không có thở gì cả. Thì nó không phải đối tượng, nó chết rồi đấy hả? Đúng không? Đó. Thì thằng Doãn thì nó biết ăn, biết ngủ, biết rụt mắt. Thì đấy là hành động không gì nữa. Đúng không? Mình biết cạnh chọc không cơ? Là tắt là mọc từ đầu đấy. Có ảnh luôn nằm trước đúng không? Được chưa? Thì đấy là những cái hành động nữa. Thì chúng ta có những kiểu dữ liệu cơ bản gì? Số này, chuỗi này, mảng này, gì nữa? Boolean này, gì nữa? Rule này, gì nữa? Ngày tháng này, đúng không? Nhưng mà ở trong này chẳng có cái thằng nào có đủ khả năng mô tả của chúng ta một cái đối tượng. Bởi vì ví dụ như thằng gần cái đối tượng nhất là thằng này, đúng không? Ví dụ chúng ta có thằng cái biến là biến Doãn Chí Minh, nó sẽ bằng với một cái dữ liệu, một cái mảng có tên của name bằng Doãn Chí Minh, tuổi age
bây giờ cũng phải 3-4 buổi đó. 4 lít. Em tính cái tên là nó. Đúng không? Nhưng mà hết pin nó chết đâu. Đúng không? Đấy, rồi thì gì nữa? Tình trạng hôn nhân, gender, là giới tính, là male đúng không? Male đúng không? Rồi tình trạng hôn nhân, độc thân. Rồi thì cái này cô tả được các đặc tính. Được chưa? Cái này cô tả được các đặc tính. Nhưng mà mô tả hành động không? Chịu. Đúng không? Không mô tả được hành động. Cho nên cái con tóm là tóm cái máy lại là cái mảng này cũng không đủ khả năng để mô tả được đối tượng. Cho nên người ta phải chủ động tạo ra một kiểu dữ liệu mới để giúp chúng ta có thể là mô tả lại được một cái đồ và một cái đối tượng thực thể. Được chưa? Thì đấy là cái lý do vì sao mà cái OOP sinh ra và cái cú pháp để sinh ra nó đưa vào trong cốt PP của chúng ta là class. Tạo ra một cái lớp. Ví dụ như sau. Ví dụ chúng ta có cái db.php đúng không? Được chưa? Tôi sẽ đưa nó thành object như sau. Class đưa nó thành là db connect. Nó sẽ có thuộc tính như sau. Thứ nhất và break hết cái mớ này lên. Server name này. Sau đó chúng ta có một cái hành động là get connection. Get connect. Xong. Thì chúng ta sẽ có như sau. Có một cái biến con bằng new PDO cái gì gì đấy, host bằng $this. This trỏ đến server name. This trỏ đến DB name. This trỏ đến DB username và this trỏ đến DB password, sau đó tiến hành return ra cái biến con kia. Hoặc chúng ta sẽ có một cái biến, đây là cà phê va. Đây là va connection nữa. Bằng rỗng. This trỏ đến. Rỗng cũng được mà nút được thích thì để nút được. Nút đi. Hả? Rồi. Bây giờ chúng ta set này phát là xong. Được chưa? Sau đó thì sao? Muốn dùng ở đâu? Thì đầu tiên tôi require này. Sau đó tôi sẽ có một cái biến DB bằng new DB connect đóng mở ngoặc. Thế nhỉ? Thì xong rồi sau đó code hơi ngu. Đây, tôi để là construct luôn. Nhưng mà chúng nó chưa hiểu construct là cái gì. Thôi rồi. Get on à, get connect. This này. Xong rồi bây giờ tôi sẽ gọi cái hàm này. Biến DB trỏ đến get connect đóng mở ngoặc. Chạy xong cái hàm này thì chúng ta sẽ có cái $db trỏ đến connect prepare. Các thử xem có chạy được như bình thường không nhá. Biến con ở đâu nhỉ? Con này, this. Thôi rồi, để ở đây tôi sẽ return. Return this trỏ đến con. Biến con của chúng ta DB trỏ đến
Yes. Connect. Tất nhiên tôi sẽ có thể cải tiến được cái này thêm chứ không chỉ dừng lại ở đây. Add user, ở đây là add user, xin lỗi các bạn. Tôi chạy nhầm file. Vẫn lấy ra bình thường đúng không? Chúng ta có thể đưa cái DB này của chúng ta thành một cái lớp. Sau đó chúng ta tiến hành tạo cho nó cái lớp đấy những cái giá trị, những cái thuộc tính và tạo ra các cái hành động, phương thức của cái lớp đó khi mà nó thực thi cái này. Khi mà nó thực thi cái lớp này, thực thi cái hành động này thì nó sẽ tiến hành nó có thể là thực thi những cái câu lệnh do chúng ta tự định nghĩa ra và trả về một cái giá trị nào đấy, hoặc là ở đây chúng ta bỏ cái này đi cũng được. Bỏ cái này đi. Và ở đây chúng ta sẽ có là DB get connect, sau đó là ở đây DB trỏ đến con và prepare như bình thường. Kết quả như nhau. Đúng không? Thì ở đây chúng ta có cái gì? Nhắc lại chúng ta cú pháp một chút. Đầu tiên này, có một cái class. Nào, nhìn vào đây. Có một class. Đây là cú pháp để tạo ra cái object mới này. Đầu tiên là class. Sau đó là tên class. Được chưa? Tên class. Và nội dung của class đấy nó sẽ bao trọn nằm trong cái cặp dấu ngoặc nhọn ở đây, ngay sau cái tên của class. Được chưa? Sau đó chúng ta định nghĩa ra các thuộc tính. Thì ở đây chúng ta có thuộc tính là server name này, thuộc tính DB name, thuộc tính username, thuộc tính DB password và thuộc tính con. Được chưa? Thì chúng ta khi mà chúng ta new cái này ra một cái, bây giờ tôi sẽ va đăm cái DB cái ra. Và tôi đai. Nó sẽ ra là một cái đối tượng object kiểu dữ liệu là DB connect có các thuộc tính là server name này, DB name này, DB username này, DB password và biến con bằng null. Khi mà chúng ta va đăm không bao giờ nó output cho chúng ta cái tên hàm, tên method là không bao giờ đưa ra. Nó chỉ đưa cho chúng ta những cái thuộc tính nằm trong cái object đấy mà thôi. Được chưa? Thế bây giờ nếu mà tôi muốn thay đổi giá trị của các thuộc tính thì có được không? Ví dụ ở đây chúng tôi thay đổi cái server name nhé. Thì tôi sẽ lấy cái server name đấy và thay đổi như sau. DB trỏ đến server name bằng chung NQ chẳng hạn như vậy. Được chưa? Đây chúng ta reload này. Đang server name là 127.0.0.1 đúng không? Được chưa? Chúng ta có thể thay đổi cái thuộc tính sau khi chúng ta đã tạo nó ra. Được chưa nhỉ? Thay đổi thuộc tính. Và bây giờ tôi hoàn toàn có thể là chỉ lấy, ở đây các bạn nhìn thấy tôi va đam là tôi lấy ra toàn bộ các thuộc tính đúng không? Bây giờ tôi có thể lấy ra chỉ duy nhất một thuộc tính thôi. Các bạn xem tôi va đam này, khi va đam thì cái dữ liệu đổ ra là object đúng không? Bây giờ tôi lấy ra một thuộc tính thôi, tôi lấy ra cái name thôi. Thì DB trỏ đến server name. Kiểu dữ liệu là gì? String. Và giá trị của nó là chung NQ. Được chưa? Thì ở cái object này nó khác so với cái mảng. Mảng mà chúng ta lấy dữ liệu ra là như nào? Ví dụ chúng ta có mảng DB đi, thì chúng ta có cái biến DB mảng lấy ra là như này. Đúng không? Tương tác với một phần tử nằm trong mảng là như này. Nhưng mà tương tác với một phần tử nằm trong object thì là chúng ta có cái dấu mũi tên như thế này. Lưu ý nhá. Tiếp theo, để chúng ta có thể là gọi truy cập đến một, có nghĩa là thực thi một cái hàm nào đấy nằm trong lớp, thì chúng ta đơn giản cũng thực hiện như sau. DB trỏ đến get connect đóng mở ngoặc như thế này. Được chưa? DB trỏ đến get connect là nó sẽ thực thi cái code nằm trong cái hàm get connect của cái đối tượng kia. Xong chưa? Thì đấy là những cái cơ bản về cái đối tượng.
Kể mà có lab ở đây thì sẽ có bài tập, nhưng mà ở đây không có lab thì chúng ta lấy giấy ra ngồi nháp vào thôi, tạo ra một cái lớp. Chúng ta có lớp là lớp qua gì ạ? Máy bán hàng. Cần thủ đô. Nói lớp phải đi ạ? Được chưa? Bây giờ chúng ta viết cho tôi một cái lớp để mô tả cái đối tượng này. Viết ra giấy. Chung cũng có giấy gì? Có giấy không? Mang trong bao lô mình giấy gì? Lúc nào vậy? Mày chạy ngay ra ngoài kia, mày đi mua cả giấy cả bút cho cả thằng này, nghe không? Không, chỉ một mình thôi đi thôi. Luôn. Làm đi. Làm đi. Bán nước tự động thôi mà. Liên quan gì đến product này? Chẳng liên quan gì cả. Cái máy đúng không? Cái máy bán nước cho em bán cái pin như là ô bao này. Nó giống nhau nhưng mà chẳng liên quan đến sản phẩm của nó cả. Kể cả thiết kế cơ sở dữ liệu trong cái máy, trong cái máy bán hàng ấy, nó cũng không bao giờ có chứa cái object là sản phẩm được cả, mà phải đưa ra là sản phẩm thuộc về cái máy đấy, chứ không bao giờ có đưa cái sản phẩm trong máy. Nghĩ lại xem nào. Làm những cái cơ bản thôi, không có gì để làm nhiều, không có gì phức tạp quá. Đấy, ra ngoài thực tế đi. Đấy, cuối đầu là người ta không quay ở đây nhiều hơn. Và các anh em của nó thôi. Em chỉ có một cái giá để em
Thank you.
Loan xong chưa? Đưa xem nào. Không biết tôi làm gì rồi đấy. Đây ghi tạo một cái sheet mới. Sổ đen. Function nhận tiền. Tôi không mượn đâu, phải viết chi tiết hàm ra đây. Chọn rồi. Gì đó. Nào, đây là hai thằng chia nhau làm à? Tức là nó làm em chép à? À được. Ghi tiếp. Cái này là link đúng không? Tôi bảo của ai người đấy làm chứ không phải là một thằng làm một thằng chép. Không ai được phép đại lãm như vậy cả. Đi vào. Đây đúng không? Phạm Quang Linh. 2. Lại còn mặc cả. Làm nào làm. Đừng nghĩ tôi không làm gì được đâu. Tôi có nhiều thứ để làm. Chỉ biết class thôi. Biết function để chống. Chưa phải biết nội dung cái function đấy. Thằng Doãn mà còn liên thuyên một lúc nữa là trừ thêm đấy nhá. Tôi từng trừ ông điểm với Simon rồi đấy. Tính nào tính. Ai xong sớm được chấp nhận số tôi sẽ cộng điểm. Lát rồi. Thank you.
ăn cũng nhìn rồi lên trường ấy. Thank you.
Tên bạn là gì? Nếu mà 10 rồi thì sẽ cộng sang những bài sau. Mạnh Hải đúng không? Okay.
ghi nhầm cuộc. À, cứ cho là ghi nhầm cuộc đi, nhưng mà không sự việc kêu hoài nào. Trong 2 tuần để làm xong xem được thôi. Còn chưa biết là chưa làm gì. Nó sẽ vượt ra. Làm lại một website bằng MVC. OpenMVC. Không. MVC quần. Nếu mà ông làm xong thì tôi sẽ cho ông nghỉ, không cần xin phép. Bởi vì nó biết hết rồi. Bởi vì ông biết hết rồi. Được. Không. Cái gì đấy? Vừa nghe thằng này chửi bậy xong. Đúng không? Ông vừa chửi thề xong đúng không? Rồi. Vậy rồi, buổi sau chúng ta sẽ cùng nhau học về bốn kinh. Hả? Hello, chưa biết là sao mà một lần trang gì mà chạy là không thích làm trang gì nó làm. Đó, đấy là bắt buộc đâu. Bài tập này. Bài tập này. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay ngày 11 đúng không? Đây là lab 1 này. Lab 2 này. Xong rồi lab. Lab 1 này. Đây lab 1 này. Đây là lab 2 này. 2 từ đây lab 1. Đây lớp 2 này. Có một tuần chúng ta học 246 á, ở đây lớp 2 này. Xong ở đây là lớp 3 này. Ngày 25 phải solo tôi cái này, như cái này. Deadline là ngày 25.